Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Huỳnh. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cái vấn đề tiếp theo về thẻ tín dụng. Đó. Và thẻ tín dụng hồi bữa mình đã nói là giới thiệu nè, mặt lợi nè, bằng hai câu chuyện nè. Thì các bạn hãy dựa theo hai câu chuyện đó các bạn đối chiếu với những cái hoạt động hàng ngày để các bạn có thử là các bạn có sử dụng nó hay không. Rồi các bạn có sử dụng trong việc kinh doanh hay không, hay là giải quyết cho vấn đề là bạn đang kẹt tiền muốn mua đồ này kia nọ hay không. Thì tiếp theo của ngày hôm nay thì mình sẽ nói về những cái mặt hại của nó, cũng bằng những câu chuyện, tại vì mình rất thích những câu chuyện nó thực tế, nó rõ ràng và nó khi mà nói ra là mình hiểu liền, mình không có bị vướng mắc. Thì câu về cái hại thứ nhất của nó, cái hại thứ nhất mà cũng có thể gọi là cái hại lớn nhất, đó là khi mà các bạn mua sắm, các bạn sẽ nếu mà sử dụng không khôn khéo, không suy nghĩ thì nó sẽ đưa các bạn rơi vào vòng nợ nần. Ví dụ như thế nào? Các bạn đi vô một cái khu mua sắm, vô một cái mall, thì ví dụ vào ngày 20 của cái tháng đó các bạn đã bắt đầu sử dụng hết một số tiền rồi, nhưng mà ngày hôm đó, ngày 20 của cái tháng cái đó, giống như là bạn gần lãnh lương đó, bạn gần lãnh lương, thì các bạn đi vô cái khu mall, các bạn mua sắm một cái thích đồ hiệu đi, bạn thích đồ hiệu, thì khi vô đó bạn vô cái cửa hàng LV, mình có hợp luôn. Khi mình vô một cửa hàng LV thì mình muốn mua một cái sản phẩm, đây đây là một cái hộp của LV đó. Khi bạn ra đây thì đây, trong cái hộp này nó một cái món đồ, thì đây là mình chỉ ví dụ thôi ha. Đó. Thì các bạn muốn mua cái hộp, muốn mua cái sản phẩm trong cái hộp này quá, thì các bạn sẽ suy nghĩ là mình có nên mua hay không, rồi mình mua nó thì tiền đâu mình chi trả, rồi nếu mình dùng tiền mình mua nó liền thì mình sẽ sống như thế nào vào 10 ngày nữa hay 12 ngày nữa để mình mới có lương mình mua. Thì nếu mà mình mua, mình ngay lúc này mình bỏ lỡ thì mình nghĩ 10 ngày sau thì nó có còn hay không. Thì cuối cùng bạn lấy thẻ tín dụng ra, bạn quyết định mua vì một lý do là bạn có thẻ tín dụng, bạn lấy ra bạn mua, bạn kẹt cái rẹt, kẹt xuống rất nhẹ nhàng các bạn. Khi các bạn đi mua bằng thẻ rất nhẹ nhàng, bên Mỹ này mua bằng thẻ cực kỳ nhẹ nhàng luôn, bạn không có giống như Việt Nam là mình cầm một cọc tiền ra, ví dụ mua một cái túi mười mấy triệu đi, bạn cầm tiền bạn đếm 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 gì đó rồi bạn đưa, thì cái cảm giác đó khi bạn làm gì bạn sẽ bị mất tiền, bạn mất như là nó hơi đau đớn một chút. Nhưng mà khi bạn cầm thẻ tín dụng, mình tưởng tượng nha, mình tưởng tượng đây là cái thẻ tín dụng, đây là một cái sim của mình này, sim mình đó, khi rồi cái máy tính tiền rồi nó đưa vô cái rẹt cực kỳ nhanh luôn, một một quẹt là bạn mất, bạn ra đi 1.000 mấy và bạn có một cái túi để bạn xài. À, thì ngay lúc đó bạn mua được thì bạn sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là hưng phấn, rất là thích. Nhưng mà sau đó tới cái tháng tiếp theo thì bạn phải trả nợ chứ, đúng không? Bạn đã mua rồi, ngân hàng đã cho bạn mượn tiền để mua rồi thì bây giờ bạn phải trả nợ. Đó, thì nếu mà lâu lâu á, lâu lâu ví dụ như nửa năm, năm 4 tháng thì bạn mua một cái đó, bạn có khả năng bạn cảm thấy chi trả nhẹ nhàng thì rất là ok. Nhưng mà khi mà các bạn không kiểm soát được cái sở thích mua sắm của mình, các bạn mua hai ba cái túi hoặc là năm sáu cái túi mà trị giá khoảng một cái túi khoảng 3.000 đi, 3.000 đô là 60 triệu rồi, mà bạn một năm một ba tháng mà bạn làm ba cái vậy là bạn nợ bạn lên 9.000 liền đó, nợ bạn lên 9.000 ngay luôn. Là sau đó là bạn sẽ phải trả trả từ 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 sau đó, ví dụ bạn không bạn thấy nhiều tiền mà bạn không dám mua nữa. Nhưng mà trong quá trình đó đâu biết các bạn sẽ mua gì thêm đâu, các bạn phải hoạt động, các bạn sinh sống, các bạn mua này mua nọ phục vụ cho đời sống hàng ngày, thì cái số nợ nó sẽ càng tăng 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 lên vì một lý do là nó ngân hàng cho bạn mượn nợ. Thì đó đó là cái gọi là cái hại khi mà mấy bạn xài tiền không có kiểm soát đó, nó đều có mặt lợi mặt hại, tùy mình sử dụng nó như thế nào. Đó, thì các bạn có thể lấy mẫu chuyện này, thì mẫu chuyện này nó sẽ đối chiếu được rất 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 là nhiều trong cái đời sống các bạn. Bạn mua đồ gia đình nè, rồi các bạn mua đồ hiệu nè,
nói chung là mua đồ ăn nè, đó, tất cả mọi thứ luôn. Các bạn ăn nhiều, bạn mua nhiều. Các bạn thích mặc đẹp thì các bạn mua nhiều đồ mặc đẹp. Các bạn thích cái này thích nọ thì các bạn mua. Đó. Thì đây là cái mặt hại. Nó mình cảm thấy đúng một mặt hại, và mặt hại này là mặt hại lớn nhất luôn. Đó. Thì các bạn hãy xem xét và đối chiếu thử về cái đời sống của bạn. Nếu mà các bạn đang rơi vào cái vòng nợ nần như vậy vì cảm xúc bị chi phối mua hàng này kia nọ, thì các bạn hãy control lại từ từ. Viết ra giấy những cái mà nợ của mình, rồi control lại từ từ, rồi mình giải quyết cái nợ đó, rồi sau đó mình sẽ gọi là làm lại từ đầu. Đó. Thì cái video này thì mình muốn góp phần chia sẻ một những cái hiểu biết của mình về cái thẻ tín dụng, để cho mọi người cùng nhau hiểu rõ và cảm thấy là sử dụng thẻ tín dụng không còn bị sợ nữa. Rất nhiều người ở đây, rất nhiều người ở Mỹ nè, họ khi nhắc về thẻ tín dụng họ rất là sợ, tại vì họ nói là tôi mượn nợ ngân hàng rồi, nếu mà tôi không trả nợ được tôi bị cái này cái nọ. Thì đó là khi các bạn chưa thật sự hiểu. Còn các bạn hiểu rồi thì cái nợ đó nó sẽ gọi là nó rất là dễ chịu. Mình xài tại mình biết mình xài cái gì, mình xài đúng, xài kỹ thì mình sẽ cảm thấy nó rất là thoải mái, nó tạo cho mình rất là nhiều điều kiện hả. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều và đã xem video của mình, và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần khác. Về những cái vấn đề về thẻ tín dụng thì mình sẽ làm xuyên suốt những vài vài cái video nữa, và mình sẽ chỉ mọi người cách apply, rồi mình sẽ giới thiệu một số những cái thẻ mà mọi người có thể apply xài và có những cái benefit, những cái ưu đãi rất là tốt. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của mình, và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.